Hello, hello mấy chị đẹp nha. Xin chào mấy chị đẹp. Vô like săn sale mấy chị ơi. Săn sale đi. Hello, hello mấy chị, đợi em xíu nha. Em ấy này cái rồi em vô like cho mấy chị yêu nha. Bữa nay em hello các tình yêu, săn sale đi, săn sale đây. Săn sale là biết mấy chị biết hàng đấy đó chị. Chỗ lại nóng quá mấy chị ơi, nóng quá. Ai đầu tư cho cái máy lạnh. Ai đầu tư cho em cái máy lạnh đi, đầu tư cho em cái máy lạnh đi. Em yêu yêu nhiều, em yêu nhiều nha, đầu tư cho em đi. Hello. Hello mấy chị đẹp. Hello mấy chị đẹp của em nha. Hello mấy chị đẹp của em nha. Vô xa xem like nha mấy chị. Xem like mấy chị yêu ơi. Xem like vui đi mấy chị yêu. Mấy chị xinh đẹp của em ơi. Mấy chị xem like mấy chị cho em thả cho em nút thả tim đi mấy chị yêu. Cho em xin nút like với nút thả tim đi. Thả cho em nút like thả tim nè, mấy nay nghỉ có ngày nhớ mấy chị nói mụn tờ lơ luôn nè. Nhớ có ngày nói mụn tờ lơ nè. Đây đầu like em bán không lợi nhuận cái quần này cho mấy chị yêu nè. Để thằng đợi em xíu.
khác nha mấy chị yêu. Hello mấy chị nha, hello chị Nguyễn Hoa Sang, hello chị Trần Lâu Quyên. Đây bữa nay Đầu Lam xả cho mấy chị cái bộ này, có cái quần này, quần bé gái. Quần bé gái em có size nhỏ nhất là size 10, 12, 13kg á mấy chị. Size nhỏ nhất là size 12, 10kg đi. Em có size 10kg tới 35kg. 10kg tới 35kg nha. Đây 10kg tới 35kg. Quần kaki, kaki mà kaki jean đó mấy chị. Nói chung kaki jean cũng bạn cũng đã lắm. Nó cũng co giãn mà co giãn nhẹ. Này. Có tem mát rồi, nguyên cái dàn này thiêu hết rồi mấy chị đây. Thiêu hết chứ không in nha. Thiêu hết. Đen. Em có size nhỏ nhất là size này cho 10kg 11kg đi mấy chị. Đen. Trắng. 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 Trắng thì nó sẽ mẫu khác nha. Trắng thì nó mẫu thiêu trái tim ở đây. Cam. Cam. Đầu lai bán không lợi nhuận mấy quần này nha mấy chị. Đầu lai bán không lợi nhuận nha. Bán lỗ luôn cũng được nữa. Nhưng mà bán có tiền đi cho nó vui vui mấy chị. Nhiều khi tặng không đồng mấy chị cũng. Nhiều khi mấy chị thương em á, cái mấy chị không có comment. Cái đấy, để thà là em bán. Em bán lỗ cũng được, mà mấy chị thích thì mấy chị comment ha. Cam. Cam nó thiêu có giống như màu trắng. Cam thì nó thiêu giống màu trắng. Cam trắng. Đen, đen thì thiêu khác không mấy chị. Đây đen nó thiêu khác nha. Đó. Trắng, đen, cam em có size từ 12kg. Size từ 12kg. Size từ 12kg mấy chị. Size từ 12kg tới 35kg. Bữa nay em bán cho mấy chị size nhí 49.000 luôn. Thôi 39 luôn đi chỗ đẹp. Thì nhí 39 luôn chỗ đẹp. Mấy chị thấy cô em rang không? Bữa em bán cái quần này là 459 á. 59 là em bán lời có một cái có mấy ngàn thôi. Bữa nay em tính bán 49 em lỗ đó. Mà giờ thôi em bán cho mấy chị là cái quần nhí này là size nhí 39 nha. Size nhí 39. 39, 49, 59. Nói chung là 20kg đổ xuống thì 39. 30kg đổ xuống là 49. 30kg đổ lên là 49. Mà là 59 nha mấy chị. Đây 39, 49, 59. Comment cho em nữa chị. Em có đen, trắng, cam. Không mấy chị. Mấy người đẹp lắm. Mấy chị mua chị, mấy chị cho bé bạn đi. Mấy chị thấy chắc vải đó, cái chắc của nó đẹp. 39, 49, 59. 39 là từ 18, 20kg đổ xuống là 39. 28 độ, 28kg đổ xuống thì 49. Còn 35kg đổ xuống là 59 nha mấy chị. Đây. Nói chung là 39, 49, 59. Lấy chị trắng đen ha. Lấy chị trắng đen 22kg. Ok chị yêu, trắng đen 22kg nha. 22kg là 49. Trắng đen 22kg là 49. Trắng đen. Thanh Kiều chị yêu. Thanh Kiều chị yêu quần này bạn rẻ, đẹp. Nói chung là rẻ đẹp. 49. Trắng 22kg. 49. À. Mấy chị ở trong livestream em đi. Bữa nay em xả bất ngờ cho mấy chị nghe. 35 hả? To chị, 35 là to, cũng to lắm. 35 to nhưng mà em nghĩ chắc bé chị mang không vừa. Em nghĩ chắc bé chị mang chắc không vừa. Tại thường thường bé chị mang 16 thì 15, 16 thì cái này 35 của quần này chắc bé chị không vừa. 35 thì bé phải hơi có chiều cao tí xíu. Còn nếu mà không ví dụ như cao, bé nghiêng cao, nghiêng về cao thì 35kg. Còn bé nào mà hơi tròn tròn tí xíu thì có 32 là được. 32 là ok nha. Các bé chị em nghĩ bé chị bằng không vừa đâu. Trắng đen chị Hoa Sen ha. Cảm ơn chị yêu Hoa Sen nha. Rồi lại bán giá quá rẻ rồi đó. Quá rẻ luôn. Đem lấy cái quần 35kg cho chị xem.
xem, lấy một con làm ký cho chị xem. Chứ em nghĩ bé chị không bằng vừa đâu. Về nào vừa không chị yêu? Đây, cái quần 35kg nè. Cái lưng rộng lắm nha, cái lưng rộng lắm nha. Mấy quần này em bán rẻ lắm, mấy chị về phối ấy cũng được. Em là 52-53kg là em mang vừa nè, không biết bé chị mà. Thôi đừng dạch lên bụng mắc cỡ quá. Đây, nhưng mà em thì người lớn mình nó có đít có mông với chị. Đây, em 53kg. Có đùi nữa, em 53kg đó, em mang lên hơi chặt. Để em gán ốm xuống mấy chị, em thử đồ cho mấy chị xem. Để em gán ốm xuống thử đồ mấy chị xem nha. 39, 49, 59 mấy chị. Bữa hổm em bán cái quần này là bán tới 79 nha. 35kg bữa hổm. Bữa hổm 35kg em bán tới 59 nha. Ô 79 nha. Màu trắng nha, chị xem màu trắng hay gì. Để em lấy màu trắng. Em con màu trắng nó hơi to mới quan trọng. Em bán tới 75 lần á. Có lẽ đẹp không? Không sao đâu. Dạ đang chút em là chị màu trắng nè. Chắc em nghĩ to á. Tại vì em thấy bé chị lúc nào cũng thấy bự cho nên em sợ không vừa, nhưng mà chắc em thấy cũng vừa đó. Em bán lúc nào em cũng trừ hao, lúc nào em trừ hao ghê lắm. Mà trước em không biết em bán em không có trừ hao á. Em lỗ thừa thiếp hoài mấy chị nè, biết lúc nào em bán em biết đổi rồi ha, biết đọc biết trừ hao rồi nha. Đây màu trắng nè. Cái găng tay em hả? Cái găng tay em gần 2 găng á. Gần 2 găng á. Hello Tài Châu. Cái găng em gần 2 găng á. Đây. Được thì ok giúp em ha. Đây thấy bự cũng bự á. 59. Bộ hỏi bán 75 lần mà. Đây em đang sale áo này. Quần này mấy chị em có cam, trắng, đen, ba màu. Cam trắng đen nha mấy chị. Cam trắng đen em sale size nhí 20kg đổ xuống là 39.000. 28kg đổ xuống là 49.000. 35kg đổ xuống 59.000 là em xả đó mấy chị. Em phải xả mà giống như em bán đầu like á. Em bán đầu like mấy chị, bán đầu like giống chị thay vì đầu like em tặng quà mà. Nhiều khi có chị ngại, mấy chị không thấy em tặng cái mấy chị thấy em hơi thương á, cho nên mấy chị không có comment, cho nên á thôi giờ em bán coi như em bán lỗ cho mấy chị chứ vậy đó. Vừa bán vừa tặng mấy chị đi ha, vừa bán vừa tặng mấy chị đi. Nhí 39, 20kg xuống trở xuống là 39, 28kg đổ xuống thì 49, 35kg đổ xuống là 59. Bà hỏi vườn này em bán tới 70 lấy ngàn một cái, đại xây trại lớn nữa nha. Đây thích thì comment cho em cam trắng đen, thích màu nào comment màu đó cho em nha chị yêu. Cam trắng đen, thích màu nào comment cho đó cho em. Đem đi kiếm cái áo em xe cho mấy chị. Giờ em đưa lên cho mấy chị xem trước đi, rồi chút rồi em lấy sao cho mấy chị nha. Đây áo này nè, em đang cầm size to đó. Mấy chị mua quần thì mấy chị mua luôn áo này nha. Em đang cầm size này size 14 lận. Nhưng mà em có size nhỏ nha. Em có size nhỏ mấy chị cứ kèm số ký lên em lấy size nhỏ cho mấy chị nha. Mấy chị kèm số ký em lấy size nhỏ mấy chị. Em sale cái áo này mấy chị cho mấy chị 39.000 luôn á. 39.000 luôn. Nhí 39 đại 49 nha. Nhí 39 đại 49 nha mấy chị. Nhí 39 đại 49 luôn mấy chị yêu. Nhí 39 đại 49. Đây nhí 39 đại 49. Hút hàng mấy chị yêu. Cái màu trắng em thấy cũng to á chị Yến Như. Em thấy cũng to á. Mà em thấy cũng to không biết sao. Dạ em có cái này, em có một màu đỏ này hả chị. Mà này em chỉ còn có size 14 thôi. Em còn có size 14 à. Em còn có size 14 à. Ba. Ok chị.
Áo này về bận với nó là tuyệt vời mặt trời mấy chị. Lấy áo áo này form hơi nhỏ đó chị. Lấy số mấy cho chị bây giờ? Áo này form hơi nhỏ đó, lấy số mấy cho chị bây giờ ta? Thường thường của không chị lấy số mấy ta? Số 7 hả? Cái áo này form hơi nhỏ, em lấy cho chị số 8 nha. Nha chị Hoa Sen. Áo này nó có một màu mà nó còn có một size 14 nè, 14 thôi, 14 này tầm 30 mấy ký mấy chị, 30 mấy ký thôi chị. Form này áo này hơi nhỏ, em lấy cho chị Hoa Sen số 8 đi. Số 8 39 đi. Áo này em size 39, số 7 được rồi em. Số 7 hả? Tại vì em thấy cái form này nó hơi nhỏ. Vậy lấy số 7 ha. Ok chị yêu. Cái này thì bạn hay ôm ôm nó sẽ đẹp hơn. Ok chị yêu. Đây em sale thêm cái quần này nè. Mấy chị ở đây đi, hồi em lấy mấy bộ đồ ra em sale cho. Em lấy mấy bộ đồ size lớn ra em sale cho. Bữa nay em bán cho mấy chị là không lợi nhuận luôn. Chơi luôn. Chị Hoa Sen, quần này em bán có 20. Đây coi em bán nhiêu ta? Bán có 29.000 cái nào, quá đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây là mấy chị, em có size từ 8 kg luôn mấy chị. Đây, cái này là số 7 mở to vậy nè. Số 7 mở to nè mấy chị. Số 7 mở to coi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi chị, áo đó vẫn ôm mới đẹp. Dạ chị, giờ em lấy số 7. Đây cái quần số 7 mở to nè mấy chị. Cái quần số 7 mở to ghê không? 29.000. 29.000 cái quần nè mấy chị. Cái hàng này hàng của su gì? Sorry gì mấy chị. Chuyên gia làm đồ mà đồ sơ sinh á, cho nên vải nó đẹp lắm mấy chị. Đây em cầm quần số 7 mà nó bự nè mấy chị. Quần này em bán size từ 8 kg cho tới 24 kg nha. 8 kg tới 24 kg. Quần này chắc lên 26 kg mang được luôn ha. Bán 24 thôi. Từ 8 kg 24 kg. Em có hai màu, một màu đậu với màu vàng. Thích màu đậu comment màu vàng. Cái này ha, em có từ 8 kg tới 24 kg thôi. Em có size nhỏ hả chị yêu? Em có size nhỏ à? Em có size nhỏ hả chị yêu? Dạ, em có size nhỏ. Quần thấy bự nhưng mà em có size nhỏ thôi. Từ 8 kg tới 24 kg thôi mấy chị. Quần nó làm dạng mà bận vô cái ống quần nó xè xè ra chị. 29.000 một quần. 29.000 quần mới chiêu. 29.000. 29.000. Nó bận tại nó xè xè. Hai mươi chín ngàn quần màu này với em có màu vàng nha mấy chị, từ 8 kg tới 24 kg màu vàng. Mấy chị trong đây có bé trai không? Là em lên đồ bé trai, còn không em lên đồ bé gái thôi nha. Em có mẫu bé trai em tính sale cho mấy chị nè, nhưng mà em thấy trong đây chắc em nghĩ chắc đàn gái hơi nhiều ha. Em nghĩ đàn gái hơi nhiều cho nên để em lấy đồ bé gái em sale cho mấy chị yêu nha. Lấy đồ bé gái em sale cho mấy chị yêu. Mấy chị yêu đây. 22 kg mấy chị. Màu vàng 22 kg. Em đang cầm là 22 kg. 22 kg thoải mái nha mấy chị yêu nha. 22 kg thoải mái nha. Đây 22 kg. Cái quần này là bặn mấy chị kiểu cái quần bặn rồi xong cái áo nó bặn hơi dài dài chứ không phải áo này, không phải gọi là áo lớp tốp nha mấy chị. Áo này không phải dạng lớp tốp nha. Đây em đang cầm là 22 kg. Em có tới 4. Đến 37 kg mấy chị. Đây, size này to là 35 37 kg nha. Bữa nay bộ này em sale cho mấy chị 79.000. Bữa nay em sale bộ này cho mấy chị 79.000 á. Đây. 35 kg nè mấy chị, size là 35 kg nè. 35 kg thôi mấy chị, 37 kg chắc không vừa, 35 kg thôi. 35 kg luôn.
Ok chị yêu, bữa nay em xem bộ này là 79.000 là quá trời tuyệt vời đó mấy chị. Cái này là bộ này nó bận sẽ cái áo nó phải hơi dài dài xuống nha mấy chị. Cái áo nó hơi dài dài xuống nha. Nó không 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 có lớp tốt được nha. Áo này là phơm phơm dạng phơm quà phơm dài mấy chị. Em xem mấy chị bộ này 79.000 nha, đẹp lắm. Nhất cái nách. Đây. Cái size số trên đây là size 14. Nhưng mà nó hello hello pha đăng. Cái để số 14 thôi chứ không phải là nó là size 14 nha. Tại vì tùy theo đồ chứ không phải là mẫu nào nó cũng để size size trên đó là size cái size mỗi cái xưởng mỗi cái chỗ may của nó khác nhau mấy chị. Dạ bộ này nó có size 35-37 kg chị yêu. Bé ốm ốm thì 40 kg bằng vừa. Bé ốm ốm là 40 kg nha. 79 Hoa Sen. Cảm ơn chị yêu Hoa Sen. Cảm ơn chị yêu nhiều. Cảm ơn chị yêu nhiều nha. Để chút đêm em sale mấy cái bộ lớn lớn cho chị yêu nha. Đây bộ này có size 16 nè chị yêu. Bộ này có size 16 nè. Size cò nè. Cái này size đại em đã bán 99.000 rồi. Đây cái bộ này size đại em đã bán 99.000 rồi. Size cò em lấy 99.000 luôn nha. Bộ này em có còn size 14 với 16 á. Đây size cò này chị yêu, 42 kg mang vừa nè. Đẹp cực kỳ luôn. Hàng của Sunamun đó mấy chị. Là hàng có trang web đàng hoàng luôn mấy chị. Có đây nè, mấy chị về mấy chị cũng tin em, mấy chị cứ về search cái trang web của cái thương hiệu lên là mấy chị thấy lên liền. Đồ của mấy chị có trong đó luôn. Nó có giá luôn. Có địa chỉ ở đâu bán cho mấy chị luôn. Nhưng mà bảo đảm giá em bán là rẻ nhất. Dạ. Cảm ơn chị yêu. Cảm ơn chị yêu nha. Cái này hả chị? Dạ cái này có size còn size 14 với size 16 à. Size 14 thì tầm 38 kg, còn size 16 này tầm 42 kg. Đẹp quá trời đẹp luôn cái bộ này mà không có size nhỏ. Bộ này nó không có size nhỏ. Cái này nó có size lớn như là chị yêu. Đây ngồi lên mấy cái size học mới mỗi mới về đẹp cho thôi. Nãy giờ mạng yếu mình không xem được quần kaki bao nhiêu có cái bạn. À, quần này hả? Quần này size bé chị á, size bé nhỏ chị là 39, còn size bé lớn của chị á là 39, còn size bé lớn của chị là 59 nha. Đây. 20 kg đổ xuống thì 39. 28 kg đổ xuống thì 49, 35 kg đổ xuống là 59. Màu cam, màu trắng, màu đen. Thích màu nào comment cho em nghe chị Trần Nguyên, thích màu nào comment cho em. 3 nhí 39, chung chung 49, đại 59. Rồi, thích màu nào comment cho em ca. Đen, trắng, cam. Quần đẹp, bộ này đẹp lắm luôn á mấy chị yêu. Bộ này đẹp này chị An Minh. Anh Minh, bộ này đẹp lắm. Giờ em còn có hai bộ thôi, em sale xe cò 99.000 luôn á. Đáng lý xe cò nó phải giá cao hơn nhưng mà xe cò em vẫn sale 99.000. Mấy chị em đây có cái chị lấy gò đẹp lắm, vải đẹp, bộ đẹp lắm, bạn bạn nhức nách luôn, bạn dễ thương lắm. Em còn xây cái bộ 42 kg với bộ 37 kg. Em còn bộ 42 với bộ 37 á. Dạ chiêu. Mạng em là em nâng cấp lên là bằng xài là bằng 150 luôn á. Nhà em nâng cấp lên 150 luôn mà vẫn còn yếu á. Dạ chị. Dạ chị yêu. Mạng yếu cái thấy đầu tới vậy đó. Đây, cái bộ này em sale nè mấy chị. Cái bộ này bữa em sale nè. Bộ này có đang còn size 16 luôn nha. Cái bộ này còn size 16 luôn nha. Bộ này em sale cho mấy chị là 69, 79 luôn. Chơi sóc với mấy chị luôn. Bộ này bữa hỏi em bán là bán 89 với 99 đó. Bữa nay em bán 69 với 79 là em giảm xuống hạt một bộ, giảm xuống một 20k một bộ là em lỗ. 20k một bộ là em lỗ. Bữa nay em chơi tới đắp với mấy chị luôn nha. Một bộ thun ngố. Đây em còn xe 8 kg rồi tới 45 kg, 8 kg tới 45 kg. Không đẹp không ăn tiền mấy chị. Đáng lý là xe em có một bộ xe 16. Đáng lý là xe 16 nó là xe cò. Nhưng mà em vẫn bán cho mấy chị giá là 79.000 luôn. Chứ bộ này bữa hỏi bán 99.000 nha. 99.000 xe đại 99.000 mấy chị. Bữa nay em bán 79.000 là em xuống một bộ 20k là mấy chị là biết là
em không có lời, cái đó là em nói thiệt, em không có lời đó. Mấy chị lấy đi, mấy chị ủng hộ bé đi, bồi đẹp lắm, thun đẹp, nó không có vấn đề gì hết. Em nên em không phải là nó bị vấn đề gì nên em xả, nó không có vấn đề gì hết, chỉ chẳng qua là ế quá giờ bán cho mấy chị. Nó chơi chứ bán cho mấy chị đâu, mấy chị ví dụ mấy chị về mấy chị tiếp cận được mấy cái bộ đồ cái gì nè, mấy chị gờ chắc quải rồi mấy chị biết hàng như thế nào mấy chị. Đây 769, 79 xe nhí 69, xe đại 79 mới treo, hốt hàng nó mới treo nhí 69, đại 79, bộ đồ đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn, đẹp lắm nha, chứ không phải là nó không có vấn đề gì hết trơn, nó không có bị dính gì hay không có bị lỗi gì, vấn đề là đẹp, in cũng đẹp luôn. Mấy chị giật ra không có hề mà bị nứt bị gì chân nè, không hề luôn. Thun này cô Tâm coi giảng 4 chiều. Em là em đây bán coi thun, em bán ở đây cô Tâm coi giảng không mấy chị? Cô Tâm 4 chiều không à, 1 chiều 2 chiều không quá, bán 4 chiều thôi. Ha, 69 79 mấy chị. Đây 69 79. Mấy chị còn thấy em like không? Mặt yếu quá hả? Mấy chị còn thấy em like không mấy chị yêu? Mấy chị còn ngồi xem em like không vậy? Buồn dữ mấy chị. 69, 79 mấy chị. Mấy chị còn đang xem em like không? Bộ ngố hồng 69, 79. Có xe cò luôn á. Chị Anh Minh lấy bộ xe cò 16 này được nè chị Anh Minh. Lấy bộ xe cò nó 16 được á. Vậy hả chị? Cười á. Đây cái bộ bánh này là đang em đang cầm xe số 6 nè mấy chị. Xe số 6 nè. Xe số 6 nè mấy chị. Trời đẹp quá trời luôn á. Cái bộ này là 89 99 mấy chị. Mấy chị gờ mấy chị về mấy chị nhận về mà cái bộ này mấy chị nói mà vải không mịn không đẹp. Em cho mấy chị cứ điện lại cho em nói ờ Mai ơi sao Cương tư vấn cái bộ này đẹp lắm mà sao chị nhận về. Chị gờ nó không đẹp biết nào hết trơn. Nó không xứng đáng với đồng tiền chị bỏ ra. Cứ điện cho em, nhắn tin cho em thu hồi về. Cái này là mấy chị đường này nè, làm đường chỉ nè. Thấy không? Nó chạy đường chỉ luôn chứ nó không còn in nữa đâu mấy chị. Nó chạy thêm cái đường viền này nữa chị. Là tốn công lắm luôn nha. Nó chạy viền này tốn công lắm. Đáng lý cái bộ này là em bán 100 xe cò của nó là em bán tới 109 lần á. Xe nhí là em bán 89, xe cò bán 109 lần á. Đây. Đẹp lắm luôn, săn nách. Một bộ bánh pizza, bánh ngọt đó mấy chị, không có bánh pizza, bánh ngọt á. Nhìn dễ thương lắm, bặn vô đẹp, cực kỳ xuất sắc mấy chị. Hốt đi mấy chị ơi. Ủng hộ bé đi. Ủng hộ bé bộ này đi, vừa mát mẻ vừa ấy nè. Chị Yến Như, ủa chị Yến Như đâu rồi ta? Mà chị Yến Như bá mua mấy bộ này cho bé, bá được nè. Bé đâu mất tiêu rồi. Đây mấy chị ủng hộ bé đi, mà gì mà kỳ vậy? Mà gì không muốn cho ta kiếm tiền vậy? Mà gì kỳ cục khôi vậy? Mạng bên em bị yếu hay là bên mấy chị bị yếu chứ mạng bên em là không có ấy đâu, mạng bên em là mạnh lắm. Em xài cục mạnh mà, cục wifi mạnh à. Xem được không mấy chị xem mạnh không? Mấy chị có xem mấy chị thấy xem em nói được không? Mấy chị có nghe em nói không? Mấy chị có nghe em nói được không? Để em ra thóp ra cho em coi mấy chị có comment không mà em không thấy gì hết á. Mạng yếu dữ rồi trời. Chết luôn rồi. Sao chị? À, đã nói ra không sale luôn hả? Bộ này hả? Bộ bánh này hả? Bộ bánh này giờ mấy chị nào lấy xe nhí thì em sale mấy chị lấy xe nhí thì mấy chị lấy xe từ 67 nè, 667 em còn là 6678 nè. 667 em còn cái 8 không? Số 8 hết rồi em còn ha. Còn hai bộ số 6 với bộ số 8 nè.
Em xây cho mấy chị xây nhí này 79 đi. Xây cồn này em xây cho mấy chị 95 thôi, em không sell được nhiều nữa. Tại vì bộ này là em quá chị lỗ luôn á. Đấy cái xây cồn nè, là em bán 109 ngàn đó. Mà em bữa em bán 99 ngàn, em bán giá lộn 99 ngàn là em đã không lời rồi. Giờ em đau xuống mấy chị năm giá đi ha, thương em ha. Là em không có lời bộ này đó, em đã từ đầu là em không có lời cái này rồi á. Từ đầu đó em không có lời cái này cho nên mấy chị thông cảm đi. Đây em có xây cồn luôn á, em có còn xây là xây SML á. SML là cho em bé 40kg trở lên luôn á, 40kg á. Còn này là chỉ còn giờ xây này là xây này xây nhỏ đó mấy chị. Xây này xây nhỏ thì em xem mấy chị 79 ngàn được nè. Bộ này đẹp nhất có nách luôn, đẹp lắm. Chờ mấy chị thiệt chứ em buồn ghê luôn, bộ này đẹp. Nè chị Hoa Sang cho thử cho mua bộ này về cho bé bạn coi. Mát mà đẹp nữa. 79 ngàn còn SML xây cổ thì em bớt mấy chị xuống 5 giá ha. 5 giá. Nếu bé chị là chị bận, chị lấy xây ớt, chị lấy xây ớt bận á chị Út Bạc Liêu, lấy xây ớt bận á. Nếu bé chị lấy xây ớt, còn chị Anh Minh thì lấy xây M. Ớt hay M cũng được. Bộ đẹp lắm. Bộ này em xe đau xuống 5 giá thôi, còn 95 ngàn thôi chứ. Em không đau được nữa, em lỗ á. Đây bộ này giờ em bán cho mấy chị nè, 79 ngàn nè. 79 ngàn nè, màu cam, lon cam nè, 79 ngàn nè. Xây 13. Em đang cầm là xây 13, 79 ngàn xây 13. Cái này là cái eo nhúng của mấy chị. Xây 13. Em xem mấy chị bộ này xây 13 nè, 79 ngàn nè. 79 ngàn. Lon cam 79 ngàn. Lon cam xây 13. Comment cho em 79. 79 ngàn là em có lời luôn mấy chị. Mấy bộ xây đại đó mấy bán 99 ngàn. Mày bán có 79 ngàn nè. Xây 13 lon cam nè. Mười ba đó tầm 35kg nha mấy chị, 35-37kg. Đây xanh, lon xanh là xây số 10. Xây số 10 tầm 30kg mấy chị. Xây số 10 tầm 30kg. Xây số 10 tầm 30kg. Xây số 10 tầm 30kg. Xây số 10 này tầm 30kg, 79 ngàn. Xanh. Xanh là xây số 10 á mấy chị yêu. Em còn bộ màu hồng y vậy luôn, màu hồng. Màu hồng là số 12, 35kg. Số 12, 79 luôn. Cái này màu hồng lon số 9. Cũng màu hồng luôn, số 9. Số 9 tầm 28kg. Đây em có một bộ màu đỏ tầm 20kg mấy chị. Bộ màu đỏ này tầm 20kg nha. Tầm 20kg. Em xả mấy chị bộ này 79 ngàn. Tầm 20kg, 79 ngàn mấy chị. Này, tầm 20kg, 79 ngàn. Tầm 20kg 79 ngàn màu đỏ. Thích comment cho em đỏ. Đỏ tầm 20kg 79 ngàn. Rồi, mấy chị đi đâu hết rồi? Mã số kỳ vậy ta? Em coi, ủa sao mạng mà mấy chị coi bị lắc lắc. Em coi bình thường, máy bên em bình thường luôn á. Không có bị gì luôn á. Ở đây em còn hai máy, em mở hai máy em coi mà đâu có bị gì đâu. Chắc mạng bên mấy chị yếu á. Chứ mạng bên em bình thường. Mạng bên em bình thường luôn, không có giật, không có gì luôn á. Tại vì em cũng mở hai máy em coi nè. Ô em cũng có mở cái máy của em coi nè. Đặng em nhìn, đặng mấy chị comment em không thấy thì em phải nhìn ở đây á. Nên em cũng mở máy em coi nè. Mà sao đâu có bị giật, bị gì đâu. Coi không hề bị giật luôn á. Chắc mạng chỗ của chỗ mấy chị á. Mạng chỗ mấy chị bị yếu á. Mẫu nè chị Hoa Sen nó mất tiêu rồi ta. Có mấy cái bộ này đẹp nè, chị yêu ơi. Chị Hoa Sen ơi,
Cái bộ này đẹp là cái bộ này đẹp nè chị Hoa Sang. Đợt hổm về là bán một em bán tới size nhí tới 139 ngàn, size nhí 139, size đại 149 lận ha. Đem còn số 8 ở đây nè. Bữa nay em xuống xây em còn xuống có 129 ngàn à. Dạ đây bộ này em bán giờ còn có 129 ngàn nè, nhức nách. Đây em đang cầm là xây số 8 nè chị yêu, em đang cầm là xây số 8. Cái xây này nó có xây đôi, nó không có xây lẻ là 2468, chứ nó không có xây lẻ. Nhưng mà em nghĩ bé chị cho bạn xây 8 này được, còn không chị muốn ở bên bạn xây 6. Đây bộ đẹp lắm, cái quần không dài nha, cái quần này chị bạn khỏi sợ bé bị dài, tại nó quần trocker, nó nằm bé đầu cao thì nó qua đầu gối tí xíu, bé đầu cao tới đầu gối, còn bé nào hơi có chiều ngang hơi thấp xíu thì nó sẽ dài hơn đầu gối xíu. Đẹp, bộ đẹp lắm, 129 ngàn nè, 129 ngàn mấy chị. Vậy em còn size 2 2 4 6 8 10 thôi, em còn size 2 4 6 8 10, em còn size 2 4 6 8 10. Còn mấy size nhỏ không, mà size lớn bán hết rồi, còn mấy size nhỏ thôi. Bữa nay em bán cho mấy chị bộ này, size cái bộ này em xả cho mấy chị, bữa hổm em bán 139, bữa nay em bán cho mấy chị 119 ngàn size nhí, 119 ngàn size nhí mấy chị, 119 ngàn luôn, 119 ngàn size nhí luôn, nay bán sốc luôn, 119 ngàn size nhí luôn nè. Hút một bộ cho bé đi chị, bữa nay là em bán xuống là 20 giá luôn á. Bữa nay em bị chạm dây á, bữa nay em bị chạm dây á, nhiều khi thông cảm, bữa nay em bị chạm dây á, thông cảm nữa chị. 119 ngàn xây nhí mấy chị, em còn xây 4 6 8 10 á mấy chị. Đây 119 ngàn luôn, 119 ngàn. Chị cô Út Bật Liêu quá, ba lấy cái bộ này hình như xây số 10 bé, bữa lấy xây số 10 bé chị không vừa hay gì đó. Hình như lấy xe chú 10 không vừa phải không ta? Lấy chị 8. Dạ ok chị yêu, 119 ngàn mấy chị yêu. Trời ơi quá trời rẻ, rẻ cho một tình luôn mấy chị yêu. Đẹp, xuất sắc. Bạn mua đồ này chị về chị gờ, chị nhìn đi đường kim mũi chỉ coi, nó đã lắm đã. Em không có giới thiệu sai đâu à. Một trăm mười chín làm đau xuống 20 giá. Vừa hả? Vừa chưa? Vừa là của hổm lấy rồi hả? Vừa hổm lấy rồi hả? Bữa nay là em bán xuống 10 của 119 ngàn luôn đó. Em bán xuống 10 119 ngàn luôn. Không, còn số 10 thôi. 4 6 để kiếm coi. 10 6 10 không à. Còn 4 với 10, 4 như là 4 với 10 10 thôi. 4 6 10 à. 4 6 10 còn 4 6 10 à. Bộ này bằng đã lắm. Trăm mười chín, 129 mấy chị. Một cái quần xe, một cái quần ống suông. Dễ thương không? 119, 129. 119, 129 mấy chị em. Đẹp lắm. Đây 119, 129. Màu cam sữa. Màu cam sữa nha mấy chị em. Màu cam sữa. Một cái quần ống suông. Một cái áo laptop màu cam sữa. Một cái áo laptop với một cái quần ống suông màu cam sữa.
Nè cái bộ này bữa hỏi em bán là đẹp lắm luôn á. Hốt bộ này đi mấy chị. Em còn bộ này em còn size 13 nè. Bộ này em còn size 13 nè. 8999. Bán lần trước là lưng tay hoa, mũ quần ống suông. Bán lần trước lưng tay, ở sau lưng thun. 8999 mấy chị. Đây, bạn này vừa sexy mà vừa dễ thương. Nhất cái nách luôn á trời à. Giặt thì trước giặt ngắn rồi sau giặt dài nha. Đây, nó làm cái sau có cái nơ nè, để em quay sao cho mấy chị xem. Đây. Thấy thương không? Cái nơ này thấy thương không? 8999 mấy chị yêu. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn cái bộ đồ. Thiệt chứ. Hoa lắm nè, hoa nhí hoa đồ nhìn lạ. Hoa này lạ lắm mấy chị thiệt luôn á. Hoa này lạ lắm luôn. Comment cho em đi hoa đi. Comment cho em hoa đẹp lắm mấy chị. Bộ này bạn dễ cưng lắm. Vải mềm mịn lắm, không có bị khô cứng đâu. Cái này em còn size 13. Cái này em lấy số 8 cho chị luôn ha. Em lấy số 8 cho chị luôn nha. Tại cái này nó không có co giãn, cho nên lấy số 8 thì bạn cho nó dễ. Hay chị muốn lấy số 7. Đem giặt số 7 ra cái đã. Đem giặt số 8 ra thử coi nó bự lắm không. Nó bự thì lấy số 7. Nè số 8 nè. Số 8 này thấy chắc hơi bự à. Thôi em lấy số 7 cho chị à. Số 8 này bự quá. Bạn mà vừa nó mới đẹp, bạn rộng quá cũng không đẹp. Nè chị cố bật liêu lấy bộ này nè, số 13 nè cho bé, số 12 cho bé cái 11, 12 gì đó cho số bé cái bé nhỏ qua đó. Đây, số 7. Thanh Kiều chị yêu. Bữa nay giống như là chị Hoa Sen bữa nay chị bả bao thầu em luôn rồi. Bữa nay bả bao thầu em luôn rồi. Mạng yếu quá chứ mấy chị kia, mấy chị vô xem chứ mấy chị chán, mấy chị đưa ra hết rồi. Không phải mạng bên em đâu. Không phải mạng bên em đâu. Mạng bên em coi mà chẳng bình thường mà. Một bộ chốt cơ này mấy chị. Phối nè, mấy chị thấy phối đẹp không? Quải cái bộ đồ này, quải bộ đồ này mấy chị nhận về mấy chị sẽ thấy nó đẹp. Cái đẹp chất lượng nó bo không làm cho bé mà khó chịu nha. Bo nó làm rộng lắm, em nói nha. Hàng xốp nó khác ở chỗ hàng chợ là bo của nó làm không bao giờ bị chặt cái chân của bé. Nó sẽ không bao giờ làm chặt cái bé. Đây. Đẹp lắm. Cái áo nè, phối nè mấy chị nhìn áo phối nè. Bé trai 25 kg em. Dạ ok chị nè, làm phối nè, dễ thương không? Phối quá trời đẹp tuyệt vời luôn. Phối nhất cái nách luôn. Bộ này em bán 99 đó mấy chị. Đẹp nhất cái nách. Bé trai 25 kg. Dạ ok chị yêu. Ok chị yêu nha. Bé trai 25 kg ha. Để em lên cho. 25 kg là lấy qua số 10 cho chị. 25 kg là em lấy cho bé số 10 nha. Em lấy số bé cho bé số 10 đi chỗ đẹp. Bé số 10 đi. Hai mươi lăm ký lấy số 10 cho thoải mái ha chị yêu. 25 kg lấy số 10 cho thoải mái nha. Em 5 kg lấy số 10 đi cho thoải mái. Đây một bộ này có quần nó giả lết zin nè chị. Thấy không? Có hai cái túi, hai túi hộp hai bên. Dễ thương lắm. Đây em đang cầm là size số 10.
Em đang cầm là size số 10 nè. Không thì lấy cái bộ này form hơi nhỏ, chắc lấy size số 11 cho chị á. Em có màu xanh đậu 105.000 bộ này. Quần legging nha. Bộ này em lấy chị 105.000 thôi. Em lấy chị 105.000 thôi, xanh đậu. Dưới y chang vậy mà màu gạch. Đây màu cam đất á. Phải màu gạch màu cam đất, y chang vậy luôn màu cam đất. Màu đậu với màu đậu với màu cam đất, y chang vậy. Quần giả legging á, giả legging á. Một mẫu số 1. Comment cho em mẫu số 1 đi, em lấy chắc em bé cho bé chị size 20, lấy cho bé chị size 10 11 á, tại cái form nó hơi nhỏ. Form nó hơi nhỏ. Ok chị yêu, em lấy cho bé chị 11 đi cho nó rộng rãi. Kêu chiêu bộ này là xanh đá nè mấy chiêu, bộ này bộ xanh đá, cái bộ đó phơm nhỏ, cái bộ đó phơm nhỏ, cái bộ này phơm nó nhỏ, cái bộ này phơm nhỏ chiêu nè. Em lấy số 11 cho chị xem nè, em lấy số 11 cho chị xem nè, cái này phơm nhỏ. Còn cái này em lấy chị số 10 nè. Cái này nó form nhỏ cho nên mới lấy chị số 11 á. Cái này form hơi nhỏ. Cái bộ này là form nó làm hơi nhỏ á, cho nên lấy chị số 11 cho chị á. Cái form nó em thấy nó hơi nhỏ á. Cái form này to nè chị, cái form này là bình thường, form bình thường em bán, form bình thường em bán nè. Nè form số 10 nè. Số 10 này nó bằng cái số 11 đó luôn á. Cái số 10 này nó bằng cái số 11 đó luôn á. Đây, đẹp không? Màu xanh đá. Màu xanh đá. Bộ này là size 2468. Size 468 là 115. 10 12 là 125. Em xả cho chị, em xả bộ này chị size số 10 này 109 thôi. Ơ 119 thôi, xả 119 là em đao xuống mấy 6 giá cho chị á. Cái này là hàng mới của em luôn á, hàng mới của em luôn á. Lấy chị lấy bộ này size 46 468, 109, 10 12, size đại là 119 thôi mấy chị. Đây 109 119 109 119, bộ này lấy size số 10 được rồi chiêu. Vải đẹp, hình đẹp, in đẹp, vải mịn mát màu xanh đá, màu lạ nữa, màu xanh đá. Cái quần hai túi hộp trên, hai túi hộp dưới. Đây chị yêu, màu xanh đá đẹp lắm, màu xanh đá. Còn chị yêu lấy cái, muốn lấy cái mẫu đó xuống, lấy số 10 thì em lấy số 10 cho chị, mà màu gạch số 10 hết rồi, màu gạch số 10 hết rồi. Còn màu xanh nè, màu xanh thì còn số 10, màu xanh thì còn số 10. Hàng này của Bixby nè mấy chị. Đây, bộ này hàng của Bixby nè. Hình con khủng long này dễ thương không? Làm cái hình khủng long ở trên đây nè. Màu vàng. Hình con khủng long. Dễ thương không? Đây cái quần màu xanh. Ồ phối cực kỳ ngầu luôn nha mấy chị. Lạ lạ nha, đây, dễ thương không? Bộ này 115.000. Xây đại mấy chị. Xây đại nha, 115.000 nha, xây đại. Hàng của Bixby nè mấy chị. Đây. Mấy chị là người mua hàng cho bé, mấy chị biết cái hàng nào nó đẹp, hàng nào nó vải nó không đẹp, mấy chị mua về mấy chị cũng biết mà. Nhiều khi mấy chị mua về mấy chị cũng xem ở hàng vải đẹp, mấy chị hơn nhìn cái thương hiệu là cái gì. Nó vậy á. Đây. Đẹp. Nhất đắt. Vàng. Comment cho em vàng. 115.000. 115.000 chị yêu.
115 ngàn. À vậy em lấy cái màu đậu cho bé ha. Vậy em lấy cái màu đậu cho bé ha. Màu đậu là số 10 nè. Em lấy số 10 cho bé ha. Cái màu đất đó nó chỉ còn số 11 thôi. Màu đất nó còn số 11 thôi. Nhưng mà cái màu đất đó là cái phơm nó 11 là bằng cái phơm này á. Nếu chị ấy thì em lấy lại cho chị cái màu ấy. Nếu chị ok thì em lấy lại cho chị cái màu. Rồi để em lấy màu đậu cho chị yêu ha. Lấy màu đậu cho chị yêu ha. Ok chị. 115. Chị có thích sắc nách không? Em có mấy mẫu sắc nách cũng đẹp lắm. Để em lấy lại cái màu đậu cho chị. Màu đậu nó có số 10, để em lấy màu đậu. Nè, em lấy lại màu đậu chị số 10 ha. Màu đậu này cũng đẹp á. Màu đậu này cũng đẹp mà. Màu nào em thấy cũng đẹp hết á. Thôi chị yêu ha. Em mới lấy mấy cái mẫu sắc nách cho chị. Đẹp nè, phải đẹp lắm. Đây sắc nách này đẹp nè. 115 ngàn. Chiêu 115 ngàn sắc nách màu cà phê. Đẹp chưa? 115 ngàn. Chị lấy em lấy chị 109 luôn. Chị lấy em lấy chị 109 nghe chiêu. 109. Em giảm với chị 6 giá đó. 109. Mẫu này mấy mẫu mới của em luôn á. 109 ngàn chị yêu ơi. Đẹp lắm. Nè in nè. Màu cà phê này màu sạch nè. Đây số 10 đi, em đang cầm số 10. Xây đại mà có 109 ngàn. Đây nhìn đẹp không? Đẹp nhất cái nách. Chụp đẹp môi hình. Đẹp nhất cái nách luôn mấy chị. Này em có xây từ 20. Ok chị yêu. Số 10. Dễ thương lắm, bộ này dẹp dễ thương lắm. Cảm ơn chị yêu. Cảm ơn chị yêu nhiều. Bộ này 125. Em xả còn một em giảm còn mạng bị yếu không coi được gì luôn. Dạ hả chị? Trời kỳ vậy ta. Bộ này em bán 119 ngàn luôn chị yêu. Một cái quần màu xám. In phối cực kỳ đẹp. Em lấy bộ này 119 ngàn luôn. Có hình cái nón. 119 ngàn mấy chị yêu đây. Trời cái nón bặn vô ngầu chưa. Cực ngầu. Bặn vô ngầu lắm mấy chị. 119 ngàn. Xe đại 119 ngàn. Xe đại. Màu xanh riêu. Màu này màu hoa xanh riêu. Màu này giống như màu ngô má. Màu riêu hả? Bặn vô trắng da lắm. Trắng da cực kỳ. Bặn vô đây mấy chị yêu. Mua đây mấy chị yêu, quên nó bặn. Kêu mấy chị mua mà kêu mấy chị bặn vô đây mấy chị yêu. Rảnh thiệt chứ. 119 ngàn. Em đào xuống 6 giá đó 119 ngàn mấy chị yêu. Đây. Em có xây em số 10, xây số 14.
119 nha. Ủng hộ bé đi mấy chị yêu. Đẹp không? Mấy chị cần lên gì thì nói em lên nha. Ok chị yêu. Ok chị yêu. Cho chị xem bộ 50 kg ha. Bộ 50 kg ok chị. Ok chị. Mấy mẫu em về nè, mẫu đẹp đẹp không à. Ok chị yêu, này 119. Bộ 50 kg nè. Mình còn nhiều mua thì bằng ba người ta hối. Kệ đi, đông vui chị. Trời ơi, con nhiều đông vui, có nhiều người muốn đông vui đâu được đâu chị. Kệ nó. Trời ơi, thượng đế cho mình nhiều, mình hưởng nhiều. Giống như em giờ muốn nó không đâu được. Đây, 50kg này treo. Túi hộp hai bên. Đây, túi hộp hai bên. Một cái áo màu xanh Cuba. Đẹp cực kỳ. Cái này 50kg nè. Dễ thương. Em lấy cho chị số xe này là xe 10 à, xe 20 á. Lấy cho chị xe 20 á. Đây 50kg. Vải mềm mịn mát lắm. Mịn mát lắm. 135.000 chiêu. Bộ này sẽ còn 135.000. 135.000 chiêu. Bộ này em có màu này với màu đỏ. Màu này với màu đỏ. Màu xanh với màu đỏ. Dạ, màu xanh với màu đỏ. Cái này có màu đỏ nữa. Chị lấy màu xanh hay màu đỏ, mình thấy màu đẹp, màu xanh này đẹp nè. Cái màu xanh thấy chiêu ha. Cái màu xanh này thấy nhu hơn, thấy chiêu ha. Ok chị yêu. 135. Thượng đế cho nhiều thì mình hưởng nhiều chị. Còn cái đông vô cái gì đâu. Ý, cái bộ này xe 20 này tới 55kg lận. Để em lấy lại xe 19 thôi. Ừ, sao bộ này có 21 ta? À, 16, 21 hả? Huh? 16 tới 21 thì lấy 20 đi. 50kg là xe 20. Dạ em lấy 20 đó chị yêu. Em lấy 20 đó. Em lấy màu xanh cho chị 20 đó. Cái bộ này là 21 nè. Đẹp. Đẹp lắm. Đang hút trên á. Cái này 20 thì hết rồi. Cái bộ này 20 hết rồi. Cái bộ này 20 bán rồi. Giờ còn 21 nè. Bộ này 21 nè. Cái chai nó bằng rộng rộng xíu cũng không sao. Bộ này là đang hút trên đó chị yêu. Đây cái quần cargo nè. Đẹp không? Bộ này 139.000. Cargo này 139.000 chiêu. Đẹp lắm. Nếu chị lấy em lấy chị 135 luôn đi. Bằng cái bộ hồi nãy luôn đi. 135 luôn đi. Cargo này giờ đang hot trend á. Đang hot trend á chị yêu. Cái màu mà cargo á. Dạ có. Để em lấy thêm cho.
Dạ có, lấy thêm cho. Chị không thích màu màu đỏ mà có rô rồi. Để em lấy thêm cho, lấy màu đen nè. Mấy bé trai thường thường phái bận mấy màu đen lắm. Em lấy màu đen cho chị. Mấy bé trai phái bận màu đen lắm nha. Đơn giản. Đây. 135 chiêu luôn. 139 á mình lấy, để chị 135 thôi. 139 á, nhưng mà lấy chị 335 thôi. 135. Mà em có size từ 26 kg á, 26 kg rồi tới 55 kg nha mấy chị. 26 tới 55 nha. Size đại á thì 129, 139 nhưng mà em xả xuống em giảm còn 119, 133. 135. Bộ này 135. 139 nhưng mà lấy chị 135. Ok chị yêu. Ok chị, ok chị. Ok chị ăn nguyên. 135 luôn. Ok chị ăn nguyên. Ok chị. Nè bộ này còn bộ này đẹp nè chị. Bộ này em bán có 129 ngàn nè. Bộ này đẹp nè, có 129 ngàn nè. Đây 129 ngàn nè. Đầu gấu 129 ngàn. Dạ ngày mai em làm bill em gửi messenger chị yêu. Đây 129 ngàn nè. Đầu gấu dễ thương lắm. Bộ này khách mua rồi khen đẹp lắm. Bạn đẹp lắm. Thế là vậy thôi chứ bạn lên đẹp lắm. Trong tủ đồ có màu lạ rồi. 129 ngàn nè. Đây 129 ngàn. Chị lấy em lấy chị 119 luôn á. Chị yêu lấy em lấy chị bộ gấu này 119 nha. Thả xuống 10 giá cho chị luôn á. Đừng la lớn nha. La lớn người ta nghe. Khách kêu. Khách mua rồi giờ. Cả gì khách chửi em á. Chị lấy bộ gấu đó em lấy chị 119 nha. Đây. Dạ kệ lên ký li lịa đi đặng em mới bán được đồ. Đây quần kaki nè, quần kaki nghe em có màu cam màu trắng. Ok chị em lấy chị 119 nha. Bọn em xả xuống 10 giá. Ok chị yêu, cảm ơn chị yêu. Lên da dạ, lên ký vậy mới bán được đồ chứ chị. Mà nói thôi chứ thà là tốn tiền mua quần áo mấy chị. Đừng có để nó không lên ký rồi mình gầu lo thêm nữa. Mình tốn tiền thuốc nó cũng vậy là quá cha luôn á. Mấy chị mua tiền quần áo em nó rẻ hơn à. Đây quần kaki nè, màu cam, màu trắng, màu đen. Thích comment cho em. Xây từ 20kg đổ xuống 39 ngàn. 28kg đổ xuống 49 ngàn. 35kg đổ xuống 59 ngàn. Là em giá này là em bán đầu like. Đầu like cho mấy chị á nha. Giá này là em bán giá bán đầu like. Không có lời nha mấy chị. Nó như bán như tặng mấy chị nha. 39, 49, 59. Comment cho em thích màu nào. Comment cho em màu cam, màu trắng, màu đen. Quần đẹp không có vấn đề gì hết. Tại chẳng qua là em bán đầu like cho mấy chị. Vừa bán vừa tặng thôi. Chứ quần này bữa hả em bán tới 59 ngàn. Em bán tới 59 ngàn một quần nha mấy chị yêu. Bữa em bán 59 ngàn, bữa nay em bán xây từ 20kg đổ xuống 39 ngàn, 28kg đổ xuống 49 ngàn, 35kg đổ xuống 59 ngàn. Em có màu cam, quần kaki co giãn nhẹ, co giãn nhẹ, quần kaki riêng co giãn nhẹ. Lấy chị kaki trắng hồng 15kg, ok chị, trắng hồng 15kg. mười lăm ký là 39k. Ok chị yêu, ok chị yêu ha, sang ha. Ok chị yêu, Thanh Kiều chị nhiều, Thanh Kiều Nguyên Nam yêu chị nhiều.
đẹp. Này cam không phải hồng nha, cam. Cái này cam chứ không phải hồng, cam. Cái này cam á chứ không phải hồng, cam. Trắng. Đen. Ủa. Lấy mình hai quần ngang 13 kg trắng hồng. Trắng hồng, 13 kg trắng hồng. Dạ. Sẵn mua áo cho bé luôn chị, đem đang xả áo này ha, 29.000 nè, 29 39.000 nè, 29.000 nè, đem lên cho. Để mấy cái này chị lên đi mua thêm cái áo này nữa, phối vô cho bé luôn. 29.000 thôi, em lấy 29.000 thôi. Giờ em bán lỗ tủ quần luôn á. À, 13 kg. Trắng trắng hồng nha, trắng cam nha chứ không phải hồng nha mấy chị. Trắng cam nha, không phải hồng nha. Trắng cam á chứ không phải hồng. Trắng cam á. Hồi nãy áo mực đâu rồi. Nè mấy chị, áo này em lấy mấy chị 29.000 thôi. Cái này cũng vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn, chứ áo nào em nói thiệt em đi nhập còn chưa có giá 29.000 đó mấy chị. Về phối với cái quần trắng á. Về phối với cái quần trắng vô. Đây em còn size số 4, số 5, số 6, số 7 á mấy chị. Em còn size số 4, số 5, số 6, số 7. Đây. Số 4 là tầm 13 kg đi. Số 4 là tầm 13 kg là thoải mái nha. Số 5 là 15 kg. Số 6 là 17, 18 kg. Số 7 là 20, 22 mấy chị. Tại em trừ hao, lúc này em trừ hao ghê lắm. Em lấy cho chị 29 nha. Hốt giùm em đi, còn 4 cái hốt giùm em luôn đi. 4 cái hốt giùm em đi mấy chị. Nè chị Hoa Sang lấy cái này đi, có 29 ngàn nè, chị về cho phối với cái quần cho bé 15 kg á chị Hoa Sang. 15 kg lấy số 5 đi chị. 15 kg lấy số 5 đi. Này về phối với cái quần trắng á. 29 ngàn thôi. 29 ngàn về đẹp lắm. Số 5, số 7 ok chị yêu. Số 5. Số 7. Ok chị yêu. Không, cái này nó có màu này hả? Nó có màu này hả chị yêu? Chị An Nguyên ơi, nó có màu này thôi. Lấy cho chị cái số 4 màu này nha chị An Nguyên. Hai mươi chín là bán chỗ đi nữa mấy chị. Số 5 số 7 chị Hà Sang ok chị. Lấy số 4 cho chị An Nguyên. Còn cái số nào, còn cái số 6 nữa tròn à. Rớt lại cái số 6 nữa à. Buồn dễ sợ. Mấy chị có cháu cỡ số 6 không? 18 kg ông mua giùm em luôn đi. Em còn có một cái luôn á. Chị An Nguyên. 29. À chị yêu có lấy quần ống, quần ginh ngố mà ống suông không chị yêu? Quần ginh ngố mà ống suông không? Quần ginh ngố suông không? Em lên cho chị luôn nè. Còn mẫu áo nào nữa không? Nó còn nè. Nhưng mà áo này em bán 39 ngàn. Đây 39 ngàn. Trời ơi, rẻ tuột quần luôn rồi. Rẻ tuột quần luôn. Áo này em bán 39 ngàn nè. Áo này mà không bụi nữa thôi luôn mấy chị. Nhưng mà áo này phơm hơi nhỏ nha, mấy chị tăng lên size giúp em nha. Tăng lên size giúp em. Áo này phơm hơi nhỏ. Em còn size số 2 tới size số 9 á. Em xem với chị áo này 39 ngàn. Áo này em xem với chị 39 ngàn. 39 ngàn mấy chị yêu. Hốt đi mấy chị yêu, hốt giúp em đi. Em còn size từ số 2 tới số 9 luôn á. Size 39 ngàn đi. Thôi 35 ngàn đi không chị ha. Thôi 39 ngàn đi. 39 ngàn cái, mấy chị nào mua 2 cái thì em lấy 70 đi cho dễ. Cái 39 ngàn đi mà 2 cái em lấy mấy chị 70. Đây, mấy chị lấy 2 cái em lấy 70. Rẻ xình, rẻ thúi. Rẻ xình, rẻ thúi luôn. 39, 2 cái thì 70. Em có màu này với màu ấy á. Quần ống suông đi chị. Quần ghiên ống suông hả? Quần ghiên dài ống suông hả? Ghiên dài ống suông hả?
máy này nó không chịu nhảy luôn á, nó không chịu nhảy comment luôn á. Không chịu nhảy comment luôn mấy chị. Ghê thiệt chứ. Bên đây nó bị gì á, không nhảy comment luôn á. Bên cái máy này nó bị gì rồi. Để em cái lên quần ghi nóng xuân ha. Ok ok. Lên liền. Lên liền luôn. Hà Sen. À, số 5 với số 8 nha chị ha. Lấy cái áo này số 5 với số 8 nha. Thôi em thấy chị vậy. Lấy số 5 với số 8 ok chị. Cái áo này phơm nhỏ lấy số 5 luôn hả chị em? Lấy số 5, số 8 nha. Chị em nghĩ chắc phơm nhỏ, phơm nhỏ em sợ lấy lớn thì xay nó đi chứ sợ số nhỏ quá bạn không vừa. Em hai cái này vừa không ta? Ừ, vừa. Ok chị Hoa Sen ha. Hai cái 70 đi, hai cái này 70. Cảm ơn chị yêu. Dạ còn để em xíu. Hai nhân năm bằng 70. Ok chị Hoa Sen. Còn nữa đợi em xíu, đợi em xíu. Em lên quyền nhân xuân. Hình như em có về mẫu quyền nhân xuân. Nhân xuân hình như hết cái to rồi. Hay là cái gì chị yêu? Chị kêu lên nguyên xuân mà chị kêu lên xếp hay gì? Chị kêu lên xếp quần ghi nóng xuân hay gì? Còn nếu mà quần ghi nóng xuân là hiện tại giờ còn có cái này size 11 thôi. Em còn một cái này size 11. Em còn cái này size 11 tầm 30kg á. Đây. Em còn cái này size 11 tầm 30-32kg. Một cái một duy nhất. Một cái này hả? Cái này là bữa hỏi em bán nó 149.000. 149.000 cái quần này á. Bữa nay em xả cho mấy chị là 139.000 nha. 139.000. Em hình như em còn có một cái này thôi luôn á. Còn có một cái luôn nè, em ai lấy luôn em xả 129 luôn. Ai lấy em để cho mấy chị 129 luôn á. 129.000 luôn. Còn có một cái size 30-32kg á. Còn cái này em để với chị 129.000 nha. Không có ai bán quần đúng xuân này mà 129.000 nữa. Chắc quả đẹp lắm. Đẹp mịn, đẹp đã lắm. 129.000 kêu. Còn cái duy nhất một. Còn cái em mới bán giá đó. Chứ không mặc bộ áo quần này bà ấm ăn tới 149.000 là đó. Như giống như còn cái coi như không lời á. Còn cái coi như không lời mấy chị yêu. Ai bé có bé ở đó hốt với mẹ giúp em nha. Còn một cái một duy nhất. Còn áo nữa nha chị, đợi em nha, đợi em xíu nha chị An Nguyên. Còn áo đợi em nữa, đợi em xíu nha. Chị của Úc yêu, em không có mắt đâu, chị hút cái áo, cái quần đó đi. Tại còn có một cái một em xả. Tại còn có một cái một á. Màu đen 49.000. Áo này em bán 59, em bán 49 đó. 39 luôn đi, mệt quá. Lỗ chứ tuột cái quần luôn đi. 39 luôn mấy chị. Là mấy áo này em bán lỗ không luôn á. 39.000 áo cho mấy chị dễ mua thôi chứ. Chứ bữa nay em đang chạm dây á, mấy chị mua đi. Ngày mai em hết chạm dây cái em bán lại giá từ đầu à. Nó như vậy đó. Em là áo này em có từ size số 1 tới size số 10 á. Số 1 tới số 10 nha, cái tay nhìn dễ thương không? Em đang chậm dây em mới bán 39.000 á, chứ ngày mai em hết chậm dây là em bán lại giá bình thường à. Lâu lâu có chậm dây một bữa vậy mấy chị. Đây, đen. Comment cho em nha, 39.
đen 39. Nhiều khi mấy chị mua hàng về của em bên em á, hay là em nói mấy chị mua hàng ở đâu vậy, màu nào mà nó hơi đậm tí xíu á, mấy chị chịu khó giật tay một lần đi. Rồi nhiều khi á nó đen 57, 70 chắc chết 39 là lỗ rồi đó, lỗ rồi đó chị yêu ạ. Nè, giá của em 59.000 nè, mà em nãy em tính bán 49, bây giờ em bán 39 rồi là em lỗ tụng quần rồi đó. Chiều lấy số mấy, số 5, số 7 nè, số 5 với số 7 nè. Cái áo này phơm nhỏ chị yêu ơi, áo này xem thấy nó phơm nó nhỏ xíu à, số 10 mà sao nhỏ xíu rồi nè. Để em lấy số 5 ra thử coi. Số 7 nè, số 7 này em thấy nó nhỏ á chị. Số 7 này em thấy nó hơi nhỏ nhỏ á. Này số 7 nè, số 7 em thấy nó hơi nhỏ làm sao đâu á. Dạ ok. Lấy số 6 với số 8 nha chiều, số 5 em thấy nó nhỏ quá vậy. Thấy số 7 nó nhỏ xíu à. Em lấy chị số 8 với số 6, số 6 với số 8 nha. Em lấy chị số 8 với số 6 á. Nhà số 6 nè, số 6 thấy nó xíu. Em lấy số 8 với số 6 đi nha chiều. Mình lấy em đen mặc với đường trắng ha. Đen hả? Đen của chị cho đen số mặt. Đen số 4 đi. Nè số 4 nè. Sao thấy nó nhỏ nhỏ làm sao đâu á. Cái phơm mình thấy nó nhỏ nhỏ đó chị ơi. Ok chị Hoa Sen ha. Ok chị ăn quen ha. Áo này còn đẹp dữ nè mấy chị. Áo này đẹp dữ lắm. Áo này hả em để mấy chị 39.000 thôi. Áo này còn đẹp dữ nữa. Áo này đẹp lắm, kiểu mà phơm mà lớp tốt mà không lớp tốt á, phơm đẹp lắm. 39.000. 39.000 thôi. Đây, 39.000 em đang cầm là size số 6 á. Em đang cầm là size số 6 á. À, em đang cầm là size số 6 nè. Em coi số 6 này coi nó bằng số 6 này không. Em đang cầm số 6 39.000 mấy chị. Cái áo sọc nó 39.000 nha. Áo sọc là 39.000 đẹp lắm. Sọc lạ lắm luôn á. Em coi số 6 này với số 6 này có nó giống nhau không? Giống. Bằng. Nhỏ hơn xíu. Nó nhỏ hơn xíu mới chị, đây nhỏ hơn xíu. Đây. 39.000 sọc. 39.000 sọc. Dễ thương lắm, sọc dễ thương lắm. Em thấy cái phơm này nó nhỏ nhỏ ta. Mà lấy bự quá nữa, chị Hoa Sen bự quá. Cháu bạn không biết vừa không. 15kg nó cũng nhỏ nhỏ. Ở
áo sọc nó 39.000 mấy chị yêu, 39.000 nha. Áo sọc nó 39.000. Hốt lên mấy chị yêu, 39.000 thôi, quá rẻ quá tuyệt vời luôn rồi. Đây 39.000, cái áo này bạn dễ thương lắm á. 39.000. Dễ thương lắm. Thun đẹp lắm. Thun Gucci này là cái thun này để mai mấy đồ mà bé sơ sinh đó mấy chị. Đồ bé sơ sinh đó chị biết rồi, vải nó đẹp lắm. Cái thương hiệu này là chuyên gia làm mai đồ cho đồ sơ sinh đó. Mấy chị còn thấy em không? Lên gì nữa? Lên gì nữa mấy chị, em lên cho. Đây. Áo này bữa nay em sale mấy chị 49.000 nha. Đây, em còn size số 1 tới size số 7. 49.000 áo dây. Trời ơi nó dễ thương coi nè mấy cháu, nhất cái nách mấy cháu ơi. Ai mà ở không mà rảnh gỏi quá làm cái áo gì đâu mà thiệt có 49.000 nó rẻ mà tuột cái quần luôn. Rảnh gỏi quá làm cái áo coi nè, có 49.000 một cái áo nè mấy chị. Áo 49.000 mặc áo rồi nè mấy chị, nhìn cái kỳ công của ta, nội vải rồi nội dây gút rồi mấy chị thấy là bao nhiêu tiền công rồi mà em bán có 49.000. Bữa nay em bán 59.000 em còn lời mấy ngàn, bữa nay em bán 49.000 là em lỗ mấy ngàn nha, em lỗ nha. Chẳng qua là bây giờ mấy chị có đơn thì em bán cho chưa đi chung đơn với mấy chị thôi, để em đi chua cho đi chung đơn thôi, chứ thật chắc em mấy cái áo này là em bán em không có lời, bởi em chán bán áo lắm mấy chị. Ví dụ như bộ rồi còn lời được 10.000 mấy ngàn, xả xả xuống cũng còn lời được 10.000 cái. Còn mấy cái này là coi như là bán không có tiền uống trà đá luôn á, nói chi là lời. Ý chị Nguyễn Hoa Sen à, sọc số 7 ha, ok chị. Em không thấy luôn á. Ok chị yêu. Cái điện thoại em nó cái lúc này à, like à, tới giờ này cái bắt đầu nó like, bắt đầu tới giờ này là nó vậy á. Nó khùng khùng mất cái điện thoại em nó vậy đó. Hà Sen 39. Sọc này lạ lắm luôn á, sọc này kỳ lạ lắm. Đây, 49.000. Không có ai mà kỳ công mà làm cái áo này ra 49.000, vừa bận vừa sexy mà vừa đẹp nữa. Vừa sexy vừa đẹp nha, cái áo màu cam sữa nha. Màu cam sữa đẹp lắm. Thấy chưa mấy chị, thấy đẹp chưa? Bởi nhiều khi em bán kiểu này á, mấy chị comment hoài em không có trả lời, nhiều khi bạn lấy mất hết. Áo đen lấy mình số mấy? Em lấy cho chị số 4. Áo đen em lấy cho chị số 4. Là vừa rồi nha, áo đen em lấy chị số 4 á. Chị An Nguyên ơi, áo đen em lấy chị số 4 á. Đây 49.000. Mấy chị không có nghe lầm đâu mấy chị. Không có nghe lầm đâu. 49.000 màu sữa. Nội mà dây gút mà không là hết nhiêu tiền rồi mấy chị. Ok bạn lấy vừa chứ không chặt nghe bạn. Ok em lấy vừa nè. Ok mà. Em lấy chặt bạn, em lỗ tiền ship hả? Số dại em không à. Em lấy chặt em lỗ tiền ship đó. Đây em còn xây từ số 2 cho tới số 8. Còn số 2 số 8 em bán 49.000 luôn. 49.000 luôn mấy chị. Một cái áo bánh bèo. Cái áo bánh bèo nha. Áo này là người ta gọi là áo bánh bèo. Nó bèo nhiều quá nên gọi là áo bánh bèo vậy mấy chị. Bánh bèo này em có màu hồng và màu vàng. Em có màu hồng và màu vàng nha. 49.000 luôn. Màu vàng thì em còn từ số 1 tới số 6 thôi. Còn màu hồng này thì em còn từ số 2 tới số 8. 16. 16 là màu vàng. Hồng là 28. Đây. Màu hồng là số 2 tới số 8. Còn màu vàng là 1 tới số 6. Số 1 tới số 6. 49.000 bánh này. Áo này thường thường ta gọi là áo bánh bèo. Nó bèo nhiều quá nên gọi áo bánh bèo nha. Áo một áo bánh bèo vải đẹp nhất á. À, áo này vải đẹp lắm. Áo này vải đẹp cực kỳ. Thun cô tâm dày dặn mà đẹp lắm.
không bóng ai kỳ công làm bánh bèo mà dây gút mà thì có 49.000 cái mà cũng không có ai bán giống như em chứ. Bán mà không có lời. Bởi vì em ăn mì gói hoài mới chị. Em là trường kỳ với mì gói nha. Mì gói là bạn với em nha. Không, bữa nay có chị Hoa Sen bả bao thầu em là chắc bữa nay ăn được bánh mì kẹp trứng nha. Chắc bữa nay ăn được bánh mì kẹp trứng á. Chứ không gà ăn mì gói thí bà luôn. Màu hồng với màu vàng nha mấy chị có đi ra đây đâu coi livestream của ai mà thấy mà bán hàng mà than cỡ đó không? Hồng năm số năm ok chị yêu, thấy có ai mà bán hàng mà nói chuyện như em không? Ok chị yêu số năm. Kiều chị yêu, Thanh Kiều Nguyên Nam yêu chị yêu. Nhỏ này cũng mà nhiều thằng bốn chị. Thanh Kiều Nguyên Nam yêu chị yêu nha. Trời ơi thiệt luôn. Bán riết ăn mì gói không thấy bà luôn. Cảm ơn chị yêu, cảm ơn chị. Bán riết mà ăn mì gói không là biết rồi đó. Bán giỏi chứ cỡ đó đó. Bữa nay ăn được bánh mì kẹp thịt là mừng quá. Cảm ơn chị yêu Hoa Sen nha. Giờ Facebook của em, cái máy của em vậy nó không nhảy comment luôn á. Thôi lại con học đây, mai đi đơn nha. Thôi vậy con học ha, mai đi đơn hả? Ok chị yêu nha. Coi lát không tiền trả quá. Đại giao mà than hoài ha. Mấy chị đừng nghe mấy chị than nha, chị đại gia đó, đại gia ngầm đó. Đại gia cứ than biết là em ăn mì gói với bánh mì với con chết luôn à. Ăn mì gói mì kiếp mà muốn sáng luôn nào. Bữa nay lâu lâu được ăn mì kẹp thịt mà cứ than nữa à. Đây bộ đồ đẹp dứt nách luôn. Mấy chị hốt cho em. Hốt cho em, hốt liền cho em, hốt ngay và lập tức cho em. 9909 nhí 99 đại 109. Mấy chị nhận bộ đồ này về mấy chị em bảo đảm mấy chị không bao giờ làm cho mấy chị thất vọng. Là mấy chị không bao giờ thất vọng. Mấy chị cứ càng ngày càng yêu em hơn thôi, không bao giờ thất vọng nha. Đem lên quần kaki cho mấy chị, lên với quần kaki đầu like cho mấy chị nè. Đây. Bán. Vừa bán vừa tặng mấy chị. Vừa bán vừa tặng mấy chị nha. Màu cam, quần kaki co giãn nhẹ, màu cam, màu trắng, mấy chị về phối với đồ gì cũng được, màu đen. Ba màu. 20 kg đổ xuống 39.000, 28 kg đổ xuống 49.000, 35 kg đổ xuống 59.000 một cái quần màu cam. Hình ở đây là thiêu hoàn toàn, thiêu không in, không in nha mấy chị. Thiêu nha, không in nha. Màu trắng, màu đen, ba màu. Mấy chị mua về mấy chị mua thêm cái áo nữa phối, không ai biết mấy chị mua quần xe nhí là 39.000 đâu. Bữa nay em vừa bán vừa tặng á chứ không có giá đâu. Mấy chị nào không có xem livestream hồi nãy giờ mấy chị xem lại livestream á, mấy chị thấy mẫu nào ưng mấy chị cứ chụp hình gửi màn hình, chụp màn hình gửi inbox cho em nha. Gửi cho em, gửi bố cho em. Em tiếp hết. Lúc nào em cũng tiếp với chị hết. Bộ này em đang còn bộ size 20kg thôi mấy chị, màu đỏ. Size 20kg màu đỏ. 20kg màu đỏ. Em bán với chị bộ này 79.000 nha, màu đỏ 20kg. Hốt cho em mấy chị. 18-20kg bộ này á. Bộ này 18-20kg thôi, màu đỏ. 18-20kg thôi mấy chị. Màu đỏ hốt cho em. 79.000. Còn mấy chị muốn em lên cái gì nữa không? Mấy chị muốn em lên cái gì nữa không mấy chị yêu? Mấy chị yêu giấu của em. Lên gì ủng hộ em đi mấy chị yêu.
ủng hộ bé đi. Đây chân quấy đây, em lên xếp chân quấy cho mấy chị nha. Em lên mẫu xếp chân quấy nha. Đây 89-99 mấy chị, xây nhí 89, xây đại 99. Đây 89-99, xây nhí 89, xây đại 99. Đây có quần chip hết, có quần chip hết nha mấy chị, có quần trong hết, mẫu nào có quần trong hết. Bạn một cái đầu vải quấy xè nè, đây là bánh bèo nha, đây bánh bèo bèo nhèo, bánh bèo đây, bánh bèo giá rẻ bèo đây, bánh bèo gì giá rẻ bèo. Một cái quần chân quấy, một cái áo xây nhí, bà xây nhí mất tiêu rồi, xây nhí 89, xây đại 99, 89-99 đó chị, 89-99. Xét trong quấy đẹp, xét quấy đẹp lắm, đẹp tuyệt vời ông trời. Đẹp quá đẹp. Xét này đẹp lắm á, xét quấy này đẹp lắm á. Giống như là mấy chị mua cái chân quấy em 79 ngàn, 89 ngàn em tặng cho mấy chị cái áo vậy đó. Nhưng em bán cái quấy em tặng cái áo vậy mấy chị. Đẹp lắm, đẹp nhất đất nha. Mấy chị có mua gì không? Em lên cho mấy chị xem. Còn không em tắt like nha mấy chị ha. Em tắt like nha. Tắt like cho mấy chị ngủ sớm nha. Ngày mai mấy chị lại ủng hộ em nha. Tắt like cho mấy chị. Tắt like cho hai mấy chị xem nữa em. Thôi mình hẹn ngày mai đi mấy chị ha. Mình hẹn ngày mai đi, ngày mai đúng rồi, mình hẹn ngày mai nha, 7:30 ngày mai nha. Mai mấy chị ha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha.